Đây các bạn ơi, đây hòn đá này nặng lắm này các bạn này. Thế nhá, đường hòn đá này phải dư vào tầm 4-5 cân đấy. Để lên xe ben này nhá, xem là xe ben này nó có chở được không nhá. Rất là khỏe các bạn ơi, xe ben này rất là khỏe này. Chở được luôn cả hòn đá nặng nhá. Xem đổ ben có đổ được không nhá. Khỏe lắm các bạn ạ, xe ben này siêu khỏe luôn. Nhưng mà rơi này nó mắc rồi các bạn ạ. Mắc vào cái rìa thùng này này. Đã mắc vào cái rìa thùng rồi nhá. Nên là không đổ được ben. Lên ben được nhá. Đi bành hết cả đầu. Ben xuống nha. Hạ ben xuống các bạn. Xem mà có chịu được không. Wow, khỏe cực luôn các bạn này. Đá lặng này mà xe ben vẫn chèo được. Chèo được. Có cả xi nhan này rẽ phải. Đèn sáng nha. Cùi lại mà. Trái nhá, xe trái là có cả xi nhan luôn nhá. Đây bên phải này. Cứ đi xuống các bạn, đi một bánh xuống các bạn, xem là có lên được không. Wow. Cái này bành luôn này. Thì đổ ben các bạn. Vẫn lên được nhá các bạn ơi, ben. Cuối cùng là cũng đổ rồi nha. Đây, hòn đá rất là nặng nha. Như xe ben này là cũng đổ đi nha. Bây giờ lùi lại em nào, lùi lại em nào. Lùi lại xem là có lên được không nha. Xa lầy em có lên được không. Wow, các bạn nhìn này. Hai bánh chuẩn bị xuống dưới rồi. Mắc ở ngay cái cành cây. Xe ben này quá khỏe luôn. Hai bánh xoay. Tiến lên nào, bây giờ bị xoay rồi nhá, tiến lên. Đúng là xe ben của Trường Hải. Wow, chắc phát này chắc là không lên được nữa. Phát này chỉ có xuống rồi chứ không thể lên được nữa. Bị mắc kẹt đây rồi nhá. Bánh không thể xoay được nữa các bạn ạ. Hai bánh bị chênh lên rồi. Không nào mới nào lên được. Lùi lại em nào, lùi lại em có lùi được không? Lùi được, lùi không lùi được nhá. Mắc kẹt rồi nhá. Và bánh này. Lên em nào. Cố lên nào. Phải trả lại lái nhá. Bắn cây lên. Không lên được các bạn ạ. Thế là bây giờ là bị rơi dưới rồi nhá. Rơi dưới này, nó có cát nhưng mà nó bị xoay bánh. Không làm gì được các bạn ạ. Đây.